Chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Nông Sản. Em là Điền đây, hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Vị trí em Điền đang đứng đây dường như là cũng gần trung tâm xã Xuyên Mộc anh chị ha. Thì đi ra đây khoảng vài trăm mét thôi là mình ra đụng ngay tỉnh lộ 329 và cũng như là trung tâm nằm đó luôn anh chị ha. Thì có trường học các cấp và Ủy ban Nhân dân xã Xuyên Mộc, trạm xá, siêu thị, chợ đò vân vân, nói chung là đầy đủ mọi thứ luôn anh chị ha, tiện ích tiện nghi đầy đủ ha. Đó. Và vị trí em đi đang đứng đây thì cách thị trấn Phước Bửu cũng như là trung tâm huyện cũng khoảng là 2 đến 3 cây số thôi. Và xuống biển gần nhất là biển Hồ Tràm khoảng là 13-14 km anh chị ha. Đó, đi ra 329 mình rải tay trái, mình đi thẳng một mạch là xuống dưới thị trấn và cũng như là đi biển Hồ Tràm anh chị ha. Đó. Và hướng ngược lại đây thì mình cũng vào khu dân cư và thông thương ha, đi thông ra các đường, nói chung là khu vực này đường cũng tương tự giống bàn cờ anh chị ha. Đó. Thì sẵn đây đi em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú chị nằm một bất động sản nằm ngay vị trí này, nằm khu dân cư tương đối là đông anh chị. Đó. Thì em sẽ đi sẽ nói trước cái diện tích ha. Diện tích là ngang là 10 m và sâu là 56 m và có sẵn một 100 mét thổ cư anh chị ha. Đó, nói chung là 100 mét thổ cư này tha hồ mình xây dựng thoải mái luôn. Đó. Không cần xin giấy phép xây dựng luôn anh chị ha, đất ở nông thôn. Đó. Khoảng 555 mét vuông anh chị. Đó. Diện tích cũng tương đối là rộng, gần nửa hơn nửa sào ha. Đó. Tha hồ mình làm vườn. Thì đặc biệt bất động sản mình, trên bất động sản mình thì đang có những cái cây ăn trái như là nhãn ha. À, nguyên vườn nhãn có những cây ăn trái nhãn đây ha. Đây. Thì bất động sản này thì giá cực kỳ rẻ luôn anh chị ha. Tổng diện tích là 10 sâu 56, có 100 thổ cư và đang kêu bán là 1.650 anh chị. Đó. Nằm mặt tiền đường nhựa rất là rộng, ô tô né nhau nè anh chị ha. Và hai bên đường là đã có nắp cống rồi ha. Và đặc biệt cái hướng bất động sản mình á là bên bất động sản mình đang có cái mặt đất ha, cái bề mặt đất rất là bằng phẳng và cao ráo nha. Đó, còn cái khu vực đối diện bên này thì tương đối là trũng và cái mương nước thì cũng chưa được lắp cống bên này. Nhưng mà bên phía mình lại được lắp cống rồi chị ha. Đây anh chị, ranh của mình từ đây ha, ngay cái cột này qua tới bên này. Đó. Qua tới bên này. Đó. Ngay ranh đây ha và sâu xuống là 56 m. Đất mình là rất là vuông vức anh chị, mặt tiền 10 m và hậu được 10 m anh chị. Và trên bất động sản mình thì có rất là nhiều cây nhãn. Ở trên đây không là khoảng là 5-7 cây rồi ha. Nói chung là cũng nhiều năm tuổi rồi. Đang ra trái anh chị. Đây nè. Cô chú chị có thể thấy ha. Hiện tại trên bất động sản mình là đang có những cây nhãn và đang thu hoạch luôn. Đó, đang có trái, đang nói chung là mình mua thì tất nhiên những cái cây này là của mình hết ha. Đó. Còn phía sau, khu vực phía sau nữa là có vài, nói chung là khoảng hơn chục cây nữa ha. Cây nhãn nằm phía sau đó. Nói chung là cỏ nhiều quá em đi cũng không có lui sau đó được. Và xung quanh thì đang trồng cỏ cho bò ha. Từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi. Khoảng chưa tới 2 tiếng là cô chú chị mình có thể đến được cái bất động sản mình rồi ha. Nói chung là bây giờ thì đường xá giao thông cũng thuận tiện. Đó, nên là về cái việc mà cô chú chị di chuyển về cũng rất là nhanh. Và tương lai nữa thì Bà Rịa Vũng Tàu mình sẽ có một cái cao tốc ha, từ Sài Gòn về Vũng Tàu luôn. Đó, là cái việc di chuyển của cô chú chị mình lại càng thuận tiện nữa ha. Về rất là nhanh. Đó. Hiện tại cao tốc đó thì đang làm anh chị. Đó. Chắc là cũng khoảng là năm sau thôi là xong rồi, khoảng 5-2 năm là xong cái cao tốc đó rồi. Đó. Khu dân cư ha, và giá cực kỳ rẻ luôn anh chị. Đó. 10 mét. Hiện tại bất động sản mình thì đang full thổ hồng, phủ hồng rồi nên là cô chú chị mình có thể lên thêm thổ cư theo nhu cầu của mình ha. Hiện tại em Điền thấy thì 100 thổ cư là dư sức để mình xây dựng rồi. À. Hiện tại bất động sản mình thì đang có hướng là hướng Tây Bắc anh chị ha. Đó. Đó, khu dân cư rất là đông vui anh chị. Đó. Nhà săn sát luôn anh chị ha. Đó, giá cực kỳ mềm luôn ha. Em Điền cũng xin nhắc lại một lần nữa. Tổng bất động sản mình thì có là 10 m sâu 56 và có 100 thổ cư. Đó, hơn 500 m2, 500 chính xác là 555 m2 anh chị ha.
đó, và giá bán là đang giá cần bán nha, 1,650 tỷ. Tất nhiên là giá này sẽ có thương lượng ha. À, rồi cô chú chị mà quan tâm đến bất sản này thì liên hệ em Điền ha, và mình thì chỉ nữa thì sẽ gặp trực tiếp chủ để mà thương lượng về cái giá cả thêm ha. Và em Điền cũng xin cảm ơn cô chú chị đã xem hết video clip của em, và em Điền cũng xin hẹn gặp lại cô chú chị những video clip sau của em Điền. Xin chào và hẹn gặp lại.